Lô các bạn, 30 ngày thử thách ngày thứ 14, được một nửa chặng đường rồi các bạn. Ngày hôm nay thì công ty mình không có mở cửa nên mình sẽ tự tập luyện ở bên ngoài nha các bạn. Và chuyên mục của ngày chủ nhật sẽ là chạy bộ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chạy bên 40 phút. Ngày hôm nay thì nhìn bầu trời hơi bị chill nên mình chạy ra ngoài đường lớn luôn nha các bạn. Đường chạy ra chung cư mới xây nhìn bao đẹp nha các bạn. Thì sau khi chạy xong về thì mình sẽ đấm tạ tay 1 kg nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà ở nhà, ở chung cư thì các bạn có thể tập cái bài tập tạ tay 1 kg. Nó dạng như là nó vừa gọn gàng, nó vừa dễ tập luyện nữa. Mình sẽ đánh 5 phút chia làm 2 hiệp. Sau khi quýnh tạ tay đủ hiệp xong thì mình sẽ quýnh gió thở lỏng nha các bạn. Chủ nhật thì mình chỉ tập cường độ như thế này thôi, mình không có tập cường độ cao quá. Tập chủ yếu để giữ phong, để khi bắt đầu một cái tuần mới của mình á, nó sẽ không có bị đuối quá khi mình bắt đầu cái bài tập nặng nha các bạn. Trong tuần của mình sẽ có những buổi tập nặng và những buổi tập duy trì nha các bạn. Và ngày chủ nhật là những ngày tập duy trì nha các bạn. Sau khi tập xong thì mình sẽ làm 200 cái cơ bụng và 50 cái hít đất. Và khi hít đất xong á, thì mình sẽ căng cơ thả lỏng thật kỹ nha các bạn, để chuẩn bị cho cái ngày thứ hai bắt đầu cày cuốc lại. Và các bạn cũng có thể ngâm chân về nước đá để cho cái chân của mình nó nhanh hồi phục. Ngày hôm nay thì mình ngâm chân với nước đá và bỏ thêm một ít muối nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Và nhớ đón xem những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye.